Chúng mình ăn ở phần cana này mình sẽ tô màu đen là vòng tròn. Bạn mình sẽ tô màu cam nha. Hôm nay trên màn ảnh mình sẽ tô màu xanh lá cây.
Các bạn ơi, vậy là mình đã tô màu xong bức tranh nhánh siêu máy ảnh camera màu xanh và hình trái tim màu đỏ bên trên rồi các bạn nhé. Thì các bạn có thể tham khảo tông màu này của mình tô màu, còn video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem và lắng nghe. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo nha. Đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Xin chào.